Thầy sẽ trao về rầm và kẹo dài như thế. Không những vậy, chiều cả sẽ một mình, mà khắp đất nước hình như đều chiều chúng được sẽ lần này. Trời rét mà sống thì khổ càng, bão đồng chứ hàng hạn dữ dội, thật là trời đất hiểu hòa hợp. Và kéo dài lê thê, không những huệ chiều sẽ một mình, mà khắp đất nước hình như điều chiều chú đợt rét đầm này. Trời rét mà sống thì khó khăn, bão đồng hàng hạn dữ dội, thật là trời đất hiểu hòa hợp. Ở số 10 đào viết từ, ông già Thiều cũng có ro hơn cho cả rét buổi đông này. Ông gõ cửa và bước vào trong ngôi nhà cổ, tối mù, lúc nào cũng tối tối sau đó. Ông già lù lù ngồi đó, thân gầy gò ốm yếu, mắt đeo thêm một cặp kính đen. Chà, như vậy, với không gian này, nếu không có tiếng ồn ào của thời gian bên ngoài, thì chắc chắn ông đang tự mãn đến đang rơi xuống. Là mấy năm nay, ông bị đau mắt nặng, thân nên phải luôn luôn đối mặt với màn đêm như vậy. Ông ngồi đó, còn sọt, thật đáng thương. Tay phải luôn luôn mân mê ôm ấp bàn tay trái không phải bình thường. Khi có người đến, câu đầu tiên phá phát từ đôi môi nhợt nhạt và nụ cười mẹo mỏ. Ai đó là đứa mắt giòn hồn tìm hiểu. Khi nhận được câu trả lời cho câu hỏi ai đó, thử nhận, ông lại điện một nụ cười không mấy xinh xắn. Vì rằng ông không có hồn, mắt là quả mờ. Vì mà chúng tôi, những anh chị em tạo ra. Người đó làm vui và ấm lòng. Rồi bàn tay xương sầu nhỏ xíu đưa ra mời chúng tôi ngồi. Ông vừng vầy trên chiếc ghế ưu tiên, có trải miếng kéo dài đủ rất sáng chín theo thời gian. Và chắc chắn là nồng ấm lắm, vì ở nơi đó ông ngồi ngày ngày có thẳng nọ để liên tục tiếp những người thân ảo lam không cần máu thịt. Dù đã 80, dù thân nhiều bệnh, dù trái tim nhịp đập không đều, dù bàn tay gầy guộc, nhưng nét kỹ và trí tuệ vẫn khá tinh vi. Anh từ ngồi đó có từng loạt hàng em đến với anh. Anh vẫn chỉ đào sạc sâu cho tổ chức ảo lam. Anh còn hứa, nếu tôi có tuổi 80, tôi sẽ trở lại sinh hoạt bình thường với cả anh chị. Ông tự nghĩ tuổi 80 đến sẽ xua tan được những bệnh tật nơi ông, nhưng ông dòm già tiếng vũ như vậy. Dù sao, đó cũng là một tín hiệu đáng mừng đối với chúng tôi. Và lần kế tiếp khi chúng tôi đến là Messi. Đó là mẹ của thằng cháu tiến sĩ của ông, cũng chính là nhân vật và cùng theo thuyền lướt sóng với ông. Và bao giờ cũng vậy, tiếng cười ha ha vừa đi vừa vòng từ trong bếp xác của chị, làm mát lòng những người khách đến. Chị xin cậu mong ăn cơm với cậu đấy. Chị thì tại ông chỉ ra phía thủ, đây là hãy gọi cà phê. Nếu chị vào phía bếp thì hãy là trà nóng bánh quy ngon. Chị luôn luôn đón đà, vui vẻ bất ngờ và dai dẳng. Tôi chưa từng bắt gặp ở chị một phút ngắn bất bình, lúc nào cũng tươi vui, cho dù đời gọi như thế nào với chị. Ít nhất là bao nhiêu năm qua, ông chị ngồi và chị duy, không làm thất tiền, không lao động tốn ít. Vậy mà chị vẫn tươi vui như ngày ông còn trẻ khỏe. Đó là một phụ nữ đáng kính, khó có. Chúng tôi tặng cho công hợp của chị để chăm sóc cho chúng tôi có một người ảnh tuyển vời cho đến hôm nay. Anh là người cầm lại con thuyền ảo lam qua những cơn bão tố. Và bây giờ đây, nhất là trong thời khắc này, việc sống của anh là về việc phản hồi với môi già ngô của anh. Vì mà anh vẫn thường với sắc đồng, dù có chút sợ xa nhau đủ cho sự đời đen bạc, nhưng rồi anh vẫn thể chỉ về với sáng suốt và đứng vững và tiếp tục dèo lại con thuyền qua cơn sóng dữ. Chúng tôi tập phục anh, chúng tôi nguyện đứng bên cạnh anh để giữ được gia đình làm hạnh phúc, nguyện cầu tám bảo hộ trì thân anh bớt bệnh, tấm anh bớt phiền não, để vững chãi là người cầm lại gia đình Phật tử thừa thiên ở tuổi 80. Mọi công việc cứ đừng bỏ lỡ. Một người nói quá thông thường, và cũng từ đó tôi nắm bắt được tinh thần vô nghị đó. Trong thời gian làm đột kiện của tôi mình thì tôi đi các công việc tôi cũng ứng dụng tinh thần đó. Một lời thông thương của anh cả mà tôi là trong đời là gặp anh Thiều và nhớ mãi cái lời của anh đã căn dặn, mà xin lỗi các anh chị em chúng ta mình gặp đầu tiên. Có lẽ những người nào mà lúc đó và giờ này còn đây thì có lẽ tôi nhắc lại nhớ mãi cái lời của anh Thiều nói như vậy. Đó là một câu chuyện mà hết sức thông thương đối với một người đã cả đối với một
vừa về chiến trường Cát Liên mà dặn dò đàn em của mình làm sao để đối nhận từng lớp đàn em sau một cách dịu dàng để khoảng đồng khoảng đạt được tinh thần của những người thì cậu không gì hơn được. Cho nên hôm nay chỗ tinh thần của anh gặp đồng và nhớ mãi lời dặn của anh ứng dụng trong cuộc đời làm những chuyện và truyền lại cho tất cả những người nào có tâm huyết với tổ chức gia đình một thời. Xin tạm biệt. Kính thưa quý anh chị trong ban dân trung ương, quý anh chị trong ban dân thường viên cùng tất cả quý anh chị ban dân các đơn vị về đây tham dự tang lễ của anh cả. Thưa quý anh chị, em thì văn việc cũng hay, anh nói được và làm được. Nói được làm được chứ không bao giờ nói mà không làm. Em là một đứa em được gặp anh Thiều rất sớm. Em sinh năm 1952 theo tuổi Tây và tuổi Thiệt là Nhâm Thìn. Thì năm 1969 em đã được gia đình cử đi học lục địa, tức là 17 tuổi Tây mà 18 tuổi ta mẹ em cho đi học. Và sau đó em đã học về Hàm Long, học văn, học sinh địa do thầy Thiều dạy. Khi em học hết đề mục vào học trường trung học kỹ thuật Huế cũng học sinh địa do thầy Thiều dạy. Cho nên kể ngày đến chỉ trải lục địa thì thầy mà gặp anh là thưa thầy, khi đó anh là trường ban dạy là trại trường có cái trại đó mà thưa thầy đã là bị anh làm bố đây là hình tượng là anh em mình thưa thầy. Đó là cả thứ nhất em đã gặp được anh Thiều và thầy Thiều. Trong mấy ngày hôm qua, mấy ngày tang lễ thì có rất nhiều nhóm học sinh của trường trung học đến viếng anh. Những nhóm đó tại ra là vừa là học trò của thầy mà vừa là bạn của con thầy, tức là chú Thọ, chú con trai đầu của anh lại là học cùng lớp lần đó. Nhưng mà phần lần đó thì 71-75 thì ra trường sau em thì đó là một cái kỷ niệm đầu tiên đối với anh. Khi đó gọi là 17 tuổi mới đi học thì nhỏ lắm, anh là thầy, anh là kiểu là cho thầy, nhưng mà anh la thì sau đó trở về sau. Thưa quý anh chị, khi được trưởng thành bước vào cuộc đời làm huấn trường, em đã được làm bộ tả đại diện quận. Và khi một năm đại diện quận là Ngô Văn Phổ, do cái thế thời cho nên năm thì nghỉ việc thì em lại được đôn lên làm đại diện quận của một cái quận gọi là quận Hương Thủy, có 27 đơn vị gia đình sinh hoạt. Làm đại diện quận một thời gian thì em tiếp tục cho đến khi xảy ra thì sự kiện 2006. Sự kiện 2006 trước, sự kiện 2006 trong một cuộc họp trước đó của ban nhân dân, khi đó anh Trương Quả đang còn có chị Liên, có thể nói trong ban nhân dân thì như em của chị Liên là những huấn trường nhỏ trong ban nhân dân, phân lớn là huấn trường cao hơn không đó. Em này chưa được quý ông cho em hỏi như này. Bởi vì em thấy tất cả các cái văn thư văn bản từ trung ương gửi về đều bị các anh moi móc chê bai, phân tích chỉ trích đủ thứ. Thì tụi em là huấn trưởng đàn em, tụi em có suy nghĩ như thế nào? Còn tụi em chỉ thưa thật thì ban huấn trưởng trung ương gia đình Phật tử Việt Nam do anh Nguyễn Tiến Nhiệm Châu đứng đầu có phải là nơi mà chúng ta sẽ phải ý chí theo, phải chấp hành theo hay không còn ai cả? Thì hôm đó anh Thiều anh tỉnh dậy, anh đã trả lời một cách rất dứt khoát, rất rõ ràng. Anh Nguyễn Tiến Nhiệm Châu là vị chủ tinh của gia đình Phật tử Việt Nam. Theo luật của Hàn Hà, theo luật Y Điện thì người thuyền trưởng không bao giờ bỏ thuyền khi các thủy thủ đang còn sống ở trên thuyền.
nhưng mà anh Võ Đình Cường đã bỏ thuyền và chính anh Châu là người đã tiếp tục lèo lại con thuyền để đưa tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam vượt qua cơn sóng đó cho đến giờ phút này. Cho nên và cái thứ hai, nếu tôi không tin tưởng cái ban hướng dẫn trung ương này thì làm sao tôi lại nhận chức vụ phó của ban hướng dẫn trung ương gia đình Phật tử Việt Nam? Một cách trả lời rất rõ ràng chứ khóa đó, cách trả lời rất rõ ràng chứ khóa đó. Và khi đó là tin tưởng ra thấy được công chủ phân phân mại mà đúng là có những người chiếm tìm tòi nó lắm để mà chê bai mà phê phán thì sai thì đúng. Thế em cũng nói ban dân trung ương cũng giống như cái ban dân tỉnh của mình, còn anh thì anh trưởng ban thì anh ở tỉnh đến Đà Lạt, anh tổng cái chị ở Sài Gòn, thì có anh chị là ngoài Ninh Thuận Bình Thuận thì làm sao tất nhiên là phải có những cái sai chứ không phải không sai, nhưng mà không thể nói là không sai có sai, nhưng mà không phải là để cho mình nói bóc tìm tòi mà mình góp ý như thế nào để cho tổ chức của mình được trở nên tốt hơn. Và khi anh cầu khi chiều biển 2006 xảy ra đó thì giáo hội mà nhân dân là ban đại diện giáo hội Phật giáo Thống Nhất Thừa Thiên ra cái văn thư là trải nghiệm chức vụ trưởng ban của anh Thiện, mời anh viết lên luôn, nhưng mà mời là anh Nguyễn Xuân Tiến và anh Trương Quảng làm cố vấn cho cái ban hành dịch tính ban hành dịch cho anh tiếp tục cho làm trưởng ban. Thì hai anh đã có hai cái thư xin từ chức, hai anh đã có hai cái đơn xin từ chức. Và lúc đó cái ban hành dịch trước đó khi chưa có cái sự kiện đó thì giao kêu người em mẹ anh em trưởng phủ Roma chuột vì để đi tài vận hành thảo, nhưng tụi em trao đảo dây được không biết ban hành dịch cục mình sẽ sinh hoạt đó, chính chị Liên đi về đảng ba mẹ em chị Liên này, các mẹ anh em mình dùng nhau cùng đám gia đình sinh hoạt với nhau ra nè. Cái chị đi mình đi năm ra ngoài đó, cái bán của anh chị cô có tên Liên tên Lâm Lô Vô Tâm Hốt, thôi mẹ anh em mình dùng nhau mẹ gia đình sinh hoạt với nhau này. Thì đúng là khi đó của em thì đi vào thành để làm gì, không có cổ tích đang tán tạo như thế này. Thì anh Trương Quả sau khi từ cái chức cố vấn, anh Trang vừa đây phải làm một nhiệm vụ quan trọng nè, dòng thưa anh làm gì anh nó cần thiết kỷ và anh sẽ cố gắng nói như vậy cho anh yên lòng và đoàn đó là anh bắt đầu đau. Sau khi anh lên tham dự khai mạc cái trại bằng cái lễ cái khoa của trại bằng 6 tại khi hôm nay về thì anh kiệt quệ luôn và lần hồi là đi vào bệnh viện và cho đến khi em mất cái tay. Thì anh Thiều khi đó trong cái ý để mở việc thì điếu văn cái cảm nhiệm cho anh Trương Quả, anh Thiều một lần nữa lại nói anh Quả là vì phụ tinh của gia đình Phật tử Thừa Thiên, cho nên thưa vị anh chị ai là người tiếp nối và tiếp nối như thế nào, nhưng người đó chính đáng sẽ là thuyền trưởng để dẫn dắt cái con thuyền lam chúng ta vượt qua cơn phong ba bão táp. Và mới đây trong vài phút vừa rồi đây chị Tị Mơ Rè chị tham vọng cái gì chị nói với Tiêu Tiêu vừa rồi chị ai đây em trả lời thì chị trả cho chị ai có đây nữa anh tỉnh. Nhưng mà 57 cây số, 60 cây số từ giữa cửa Tư Hiền mà lên tới đây hàng tuần hoặc là tề làm 2 tuần phải có mặt một lần cứ lên là em buộc nói thì lo quá, nhưng mà phải như thế, ai không ai thật và chưa có ai thật. Em thương năm đó mấy năm rồi em buộc vẫn làm và chính đó là cái truyền thống của nhà lắm chúng ta, không phải là phải ăn già rồi phải lui đi để cho em buộc lên, biết rằng tôi thích cân trẻ nhưng mà cũng cân những cái bóng cây cổ thụ, bởi vì đó là những cái gì mà chung mực nhất để cho anh chị em làm nhau, chứ không thể có cái việc phải anh phải đi lui đi đó là chẳng có một bên để cho tụi em được lên. Và chính cái đó là cái truyền thống cao đẹp của tổ chức